xin chào xin chào mọi người đã quay trở lại với lớp vẽ nhí và video này mình sẽ dành cho những bạn muốn vẽ tranh thủy mặt cổ trang hoặc là những bạn đang muốn vẽ theo phong cách này nhưng mà chưa biết bắt đầu từ đâu nếu có bạn nào đang theo đuổi phong cách cổ trang thư pháp mà tranh của các bạn chưa đạt được như mong muốn thì đây là một video dành cho các bạn trong video này thì mình sẽ nói về những cái mẹo nhỏ hoặc là những cái kinh nghiệm của mình để cho giúp tranh của các bạn trở nên mềm mại hơn và nhìn nó cổ trang thư pháp hơn hy vọng là những chia sẻ kinh nghiệm của mình sẽ giúp ích cho mọi người Vấn đề đầu tiên mà mọi người cần lưu ý khi vẽ tranh thư pháp đó là các bạn phải quan tâm đến cọ vẽ, tại vì cọ vẽ là một yếu tố rất là quan trọng trong quá trình vẽ tranh cổ trang thư pháp. Và nếu như mà các bạn có điều kiện để mua những cây cọ chuyên dụng để vẽ tranh thư họa thư pháp hay là tranh cổ trang thì nó quá tốt rồi. Nhưng mà nếu như mà không có những cái loại cọ này thì sao? Thì các bạn sẽ lựa chọn những cây cọ mà đầu lông cọ mềm nhất có thể và các bạn sẽ tránh những cái đầu cọ cứng như thế này nha đối với những đầu cọ làm bằng ni lông cứng như thế này thì nét vẽ nó sẽ không có được mềm mại các bạn sẽ rất khó vẽ nét thanh nét đậm cho nên là trong khi vẽ tranh cổ trang thư pháp thì các bạn sẽ hạn chế sử dụng những cái đầu cọ này mà chúng ta sẽ ưu tiên những cái đầu cọ mềm mại có lông mượt Tại vì mình biết những cái cọ chuyên dụng để vẽ tranh thư pháp cổ trang nó cũng khá là mắc tiền. Mà có một số bạn thì cũng không phải vẽ quá nhiều. Lâu lâu các bạn mới vẽ tranh thư pháp một lần thôi. Cho nên là nếu như không cần thiết để sắm một bộ cọ vẽ tranh thư pháp á, thì các bạn chỉ cần sử dụng những cái cọ mình đang có sẵn. Và lựa chọn cái loại cọ nào mà đầu lông của nó mềm mượt nhất là được rồi. Và ở đây mình sẽ vẽ cụ thể cho các bạn thấy nè. Khi mình sử dụng phần lông cọ mà nó cứng á, thì cái nét vẽ của mình nó sẽ rất khó đi nét thanh nét đậm mình chỉ có thể đi một đường lớn hoặc là một đường nhỏ thôi chứ không thể nào mà đi vừa nét nhỏ vừa nét to ở trong cùng một nét vẽ được như thế này nè các bạn sẽ thấy bình thường khi các bạn sử dụng những cái đầu cọ cứng các bạn cũng sẽ cảm nhận được cái điều này đúng không nếu như mà các bạn nhấn cái tay xuống thì cái cọ nó sẽ bị lệch vô một bên chứ nó không xòe ra để mình tạo được cái nét đậm cho nên là để muốn cái nét vẽ thư pháp của mình nó được mềm mại và uyển chuyển thì chắc chắn các bạn sẽ phải sử dụng cái lông cọ mềm thôi như thế này các bạn thấy không mình có thể vừa đi nét thanh vừa đi nét đậm trong cùng một đường vẽ như vậy thì các bạn mới uyển chuyển vẽ những cái chi tiết của tranh được ví dụ như là những cái đường sóng lá hay là những cây cỏ hoa lá xung quanh đây những cái nét cọ như thế này chỉ có lông cọ mềm thì mới có thể làm được thôi còn nếu như mà các bạn vẽ những cái đầu cọ cứng thì các bạn sẽ không bao giờ tạo được cái hiệu ứng này cho nên là cố gắng sử dụng đầu cọ mềm, không sử dụng đầu cọ cứng nha. Đầu cọ cứng chỉ dùng để viền nét hoặc là đi những cái nét chỉ là nét thanh hoặc là chỉ là nét đậm thôi, không có đi uyển chuyển được. Vấn đề về cọ vẽ đã xong thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua phần màu sắc nha. Đối với màu sắc khi vẽ tranh thư pháp á thì nó cũng khá là đa dạng và bây giờ các bạn cũng có rất là nhiều lựa chọn. Và bình thường mình cũng sẽ sử dụng luôn những cái loại màu nước cơ bản mà mình hay mua được ở nhà sách hay là siêu thị. Cái loại mà mình hay sử dụng để vẽ tranh bình thường á mình vẽ vào thư pháp luôn chứ mình không mua một cái loại màu nào đó đặc trưng cho vẽ tranh thư pháp riêng cả và giấy vẽ thì mình cũng sử dụng những cái loại thông thường mình hay vẽ tranh màu nước luôn đó là giấy awanabi và giấy canh sông tuy nhiên ở kỹ thuật tô và pha màu thì mình có thay đổi chút xíu để tranh mình nó nhìn cổ trang và nhìn nó thư pháp hơn thông thường thì những chi tiết hoa lá cỏ cây tươi sáng mình sẽ vẫn sử dụng màu sắc thông thường của màu nước Tuy nhiên ở những cái phần chi tiết như là phần thân lá cây mình sẽ có một cái mẹo là mình sẽ cho thêm màu đen vào bên trong màu để mình nói cụ thể hơn nha Ví dụ như là phần cỏ như thế này Bình thường khi vẽ tranh màu nước mình sẽ đi màu cỏ như thế này đúng không? Và mình thường cũng hướng dẫn các bạn như vậy luôn Nhưng mà ở tranh thư pháp á, thì mình sẽ ưu tiên cho một ít màu đen vào như vậy á, thì cái phần cỏ của mình nó nhìn nó sẽ trầm hơn Và nhìn nó giống với màu tranh của thư pháp, thư họa hơn Như thế này Mình sẽ sử dụng cái tông màu này nhiều hơn Ít khi nào mà mình vẽ lá hay là vẽ cành mà mình sử dụng cái màu xanh thuần túy hết Mình sẽ thường pha thêm màu đen vào để tạo được cái màu trầm như thế này Như vậy thì cảm giác cái tranh của các bạn nó sẽ cổ hơn Và nó sẽ có cái màu sắc của thư pháp nhiều hơn còn nếu như mà các bạn sử dụng cái màu tươi kia để các bạn vẽ lá cây hay là thân cây á Thì nhìn tranh của các bạn nó sẽ giống tranh màu nước chứ nó không giống tranh thư pháp Bình thường trong quá trình dạy học á, mình cũng thấy có những bạn vẽ nét và loan màu khá là tốt Tuy nhiên tranh của các bạn nó vẫn không ra được cái nét thư họa và thư pháp là thường là do các bạn mắc phải cái lỗi này nè Đó là do các bạn đi màu quá tươi Chanh nó không thể hiện được cái nét trầm mặt truyền thống của chanh thư pháp và thư họa Cho nên là các bạn lưu ý nha Nói chung là những cái phần lá hay là những cái phần thân cây á Các bạn sử dụng những cái tông màu trầm tối như thế này Màu đen thì nó hơi đơn điệu quá Cho nên là các bạn sẽ pha thêm màu đen với cái màu của chủ thể mà các bạn muốn tô nha Ví dụ như phần cỏ lá thì mình thêm màu xanh lá cây vào Còn phần thân cây hay là những phần mặt gỗ á, thì mình thêm màu nâu vào cũng được Tùy vào ý đồ của các bạn mà các bạn sẽ điều chỉnh cái lượng màu đen nhiều hay ít với lại trong một bức tranh thủy mặc thư pháp ấy, thì các bạn nên hạn chế sử dụng quá nhiều màu trong một bức tranh. Các bạn nên sử dụng 2 đến 3 màu thôi để làm nổi bật điểm chính. Chứ nếu như mà các bạn sử dụng quá nhiều màu thì nhìn cái tranh của mình nó quá sắc sỡ thì nó cũng không thể hiện được cái màu sắc truyền thống của tranh thư pháp thủy mặc nữa tổng quát là như vậy nhưng mà khi vào bài chi tiết á, thì mình sẽ nói cụ thể hơn cho các bạn dễ hiểu nha. tại vì mình nghĩ nếu mà nói lý thuyết nhiều quá thì các bạn sẽ không nhớ được. cho nên là mình sẽ dạy tới đâu mình thực hành tới đâu mình sẽ nói thêm cho các bạn tới đó. thì như vậy mọi người sẽ dễ nhớ bài hơn và áp dụng được dễ dàng hơn. và thêm một điều cơ bản khi các bạn vẽ tranh thư pháp là các bạn phải biết sử dụng phần thân cọ để đi những cái nét to bản. ở đây cái nét to bản như thế này nè các bạn sẽ dùng phần thân cọ nhấn vào giấy và đi một đường như thế này. Đây là các bạn đang tập kỹ thuật đi phần thân cọ. Cái kỹ thuật này các bạn sẽ sử dụng rất nhiều khi đi phần thân cây, nhất là phần thân của cây trúc. Cây trúc là một loại cây rất hay có trong tranh thư pháp cổ trang, cho nên là các bạn sử dụng cái kỹ thuật này để đi được cái phần thân trúc rất là đẹp. Trong chuỗi series vẽ tranh thư pháp thư họa này thì mình sẽ có một bài dành riêng để vẽ cây trúc, cho nên là các bạn tập trước kỹ thuật này nha ngoài ra thì cái phần thân cọ này á, nó cũng rất là quan trọng các bạn sẽ đi được những mảng màu lớn những cái mảng màu to mình nói ví dụ nha ví dụ ngày xưa các bạn vẽ những cái phần ngọn núi thì các bạn sẽ vẽ như thế này đúng không chúng ta sẽ vẽ như thế này bạn nào có kỹ thuật hơn thì sẽ thêm nước loang màu vào một tí như thế này đúng không nhưng mà khi mà các bạn sử dụng được phần thân cọ rồi á, thì các bạn sẽ đi những cái nét nó phóng khoáng hơn nó không có bị gò bó như thế này chúng ta sẽ sử dụng phần thân cọ thấm nước lên và đi những cái đường như thế này như vậy thì phần ngọn núi của chúng ta nó sẽ có nét phóng khoáng và thư pháp hơn. Ở cái kỹ thuật này mình có dùng nhiều ở trong một cái video, đó là video vẽ hoa đào cổ trang thủy mặc các bạn có thể xem lại. Trước đó thì mình có hai bài vẽ tranh theo phong cách cổ trang thủy mặc, mình sẽ để đường dẫn ở phía dưới cho các bạn xem. Ở hai bài này thì mình vẽ theo kiểu giới thiệu thôi, chứ mình chưa đi vào chi tiết kỹ thuật nhiều cho nên là những bài sau có thể mình sẽ hướng dẫn lại những cái chủ đề như vậy nhưng mà mình sẽ nói chi tiết hơn về kỹ thuật để cho các bạn có thể dễ dàng vẽ và làm theo những bạn mới học vẽ và những bạn chưa có cơ bản vẫn có thể làm được và sau video tổng quát này thì mình sẽ cố gắng ra những cái bài chi tiết hơn ví dụ như là vẽ gốc cây cổ thụ nè vẽ rừng thông vẽ cây trúc và cách phối cảnh trên tranh thư pháp và mọi người có chủ đề nào muốn mình vẽ thành tranh thư pháp thư họa thì cứ để bình luận ở phía dưới nha mình sẽ xem và soạn bài hướng dẫn mọi người Trước kia là mình ra video hơi lâu, khoảng 1 đến 2 tháng mình mới có video mới. Tại vì vào đợt hè mình phải dành rất là nhiều thời gian cho trung tâm lớp vẽ nhí, cho nên là 1 2 tháng vừa rồi mình cũng không thể nào đăng video được. Còn bây giờ thì mình đã sắp xếp được thời gian để quay video mỗi tuần rồi, cho nên là mình sẽ cố gắng đăng video mới mỗi tuần cho mọi người cùng theo dõi nha. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và đồng hành với lớp vẽ nhí trong thời gian qua. À, thật sự mình muốn gửi một lời cảm ơn chân thành tới tất cả mọi người, tại vì mọi người đã ở bên cạnh mình một thời gian rất là lâu và mình hy vọng là sẽ luôn nhận được sự ủng hộ và góp ý của mọi người để kênh mình ngày càng phát triển hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo nha.